Ta gọi là cúng cho ma. Cúng cho ma trước khi mình phải mời là mời cha mẹ mình trước, là cái đạo Phật người ta phải vậy. Mời cha mẹ mình rồi tới mời ông bà xong rồi mới tới hết cái đạo Phật. Chứ mà mời cái đạo Phật xuống mà bỏ cha mẹ là không ăn đâu. Đạo Phật không có xuống lấy cơm. Ví dụ có đốt gì nè. Đạo Phật xuống. Đó. Đây là cái này, cơm lấy đi. Vậy đó. Đạo Phật lấy đi. Còn mình mời là mời trong gia đình mà cha mẹ còn sống, mình nó cái ta gọi là mình mời cái nguyên cái đạo Phật. Mình mời cúng nó khác, mời nó khác nữa. Cái con người mình đang ở trong mặt trăng, ở ngoài mặt trăng đố anh. Đấy. Mình đang ở ngoài mặt trăng chính. Trong mặt trăng anh vô lòng ngay đi. Anh vô lòng ngay kìa, mới xanh kìa, anh vô ra. Mình đang sống trên bề mặt trái đất thì mặt trăng là một cái hành tinh khác, nó ở Trái xa với trái đất trái của mình trái đó. đất ở trong mặt trăng chứ không ngoài mặt trăng đâu. Sao nó Thì nè, bây giờ cái nền nhà mình là đất. Chị dòm đi cái làn xanh đó là cái khung của mặt trăng mà. Đó, cái làn xanh mây xanh đó đó. Cái mà mây đó là phép thần thông nguyền rủa của chư Phật tạo ra đó. Hút lấy phép vô đầu mình dân thông, mình xin mượn mượn liền. Thí dụ mà biết ma ám xin mượn liền, xin mượn phép, mượn phép cái anh hút vô chống đỡ vậy đó. Cái làng mây đó là phép thần thông nguyền rủa mà. Không, em đang nói về cái nguyên tắc khoa học Còn đi. cái làng khói này em làm á là muôn của mặt con, là che cho em bé để mà đừng có chui qua háng, cũng như con nít đưa đi chơi rồi nó chui qua quần áo này kia của người ta đó. Đầu cái làn hút này nè nó che lại cho em bé mà em bé không thấy đâu, nhưng mà không có tội với ai mà che cho em bé che mà. Cái này ta gọi là muôn của mặt cross, cam chi cũng xài, cũng bất cũng xài, Việt Nam cũng xài. Không, mình nãy em đang nói là về cái nguyên tắc khoa học là mình đang sống trên bề mặt trái đất, mặt trăng là ở một cái hành tinh khác, cách xa với trái đất của mình tới mấy vạn ánh sáng đấy thì em không nhớ rõ, nhưng mà mình đang sống ở trên bề mặt trái đất. Còn Mặt theo cái trăng có tổng cộng là 193 cái. Mỗi một chư Phật, cái mặt trăng là tánh của Phật á. Tánh của Phật lớn á. Cái mặt trăng á, mặt trăng là tánh, cái tánh của Phật. Cái anh thấy mà cái mặt trăng đó đó là thấy cái hồn, còn cái hộp á là ở trong cái bụng người ta, trong cái bụng của Phật mà. Anh thấy mặt trăng tốt không? Ban ngày thì sáng, ban đêm thì tối, dân đi chơi mà. Ủa sao sao nó nghịch lý, nó ngược với khoa học nhiều thứ. Mặt trăng ban ngày thì sáng, Ban ngày thì sáng, mặt trời ban ngày mới sáng chứ. mặt trời có riêng nữa, mặt trời hai cái lận. Bữa nào anh rảnh rảnh anh nhìn cái xế chiều đi, rồi em đưa anh gửi cái tư duy cho anh, rồi anh nhìn thấy lên là thấy hai cái mặt trời. Nói chung về cái thế giới của anh nó lạ so với cái thời điểm hiện tại mà tụi em đang 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 sống này, cái mặt trời cái nhịp á, nhịp sống của tụi em này cái mặt khác. trời á là nó có một khung tròn giống như mặt trăng mà nó có nguyên cái làn mây, còn mà cái mặt trăng á là nó có nguyên cái hào quang. Anh thấy mà băng giấc sáng mà anh thức dậy mà thấy sáng thật và vàng thật cái hay là cái đó là hào quang của chư Phật rồi. Hào quang ta gọi là hào quang. Nói chung là những cái điều này nó kỳ lạ lắm bà con của má anh chị. Cái thế giới của anh Đức nó khác với cái thế giới và cái nhịp sống của mình ở thời điểm hiện tại. Nếu mà tranh cãi về cái mặt trăng với cái mặt trời này chắc là nếu mà nó bị tranh cãi chắc là phải mất mấy tiếng đồng hồ. Thôi thì bây giờ mình chuyển sang một cái câu hỏi mà nhiều bà con cô bác anh chị đặt ra đi. Bây giờ anh 34 tuổi, vậy tới năm bao nhiêu tuổi thì anh có thể đi hành đạo để giúp đỡ mọi người được? Em giúp được rồi. Ai bệnh mà người tâm thần á mà biết chữa trị cha mẹ, em hỏi cái lương tâm, ví dụ mà cái đó là con nuôi cha mẹ có tánh trả lời, bắt đầu mình mới chữa trị cho em bé đó. Còn mà nếu mình hỏi quay qua không nuôi cha mẹ thấy mà tại vì mình bệnh, mình tâm thần, cha mẹ mình hốt cứ cho em bé từ hồi nhỏ đến lớn, tự nhiên nó lớn lên mà nó bình tĩnh lại, nó không nuôi cha mẹ đâu, không có pháp sư nào chữa trị đâu, không có chữa trị đâu, không có chữa trị đâu. Còn mà hỏi đi em bé nào mà tâm thần nó con nuôi cha mẹ không, nuôi nuôi quá không nuôi hả dưỡng khủng tiếp đi, hỏi nghĩ cùng rồi đó, em bé trả lời chứ. Nói về cái thế giới kêu cái hồn nó ra, cái hồn nó nói chuyện thế giới thiền pháp của anh đi, mình nói sơ lược về cái thế giới thiền pháp của anh đi.
tất nhiên trong cái thế giới thầy pháp thì sẽ có thầy tốt và thầy xấu. Thế thầy xấu thì khi họ học nghề ra, họ học đạo ra thì họ sẽ làm gì? Dạ đi làm phước. Không, em đang nói về thầy xấu kìa. Thầy xấu là cái giả mạo, nhưng mà thầy xấu thông thường là giả mạo mà nó để lại nhiều thầy để lại cái cuốn sách lại, mà mấy thằng xấu nó học trong cái cuốn sách đó rồi nó đi làm rồi tưởng nó pháp sư. Còn mà nói về mà ai lên tới chức pháp sư là gọi là chư vị tu và chư vị tăng rồi tới chư vị pháp sư. Pháp sư á, lên tới một chức của người ta pháp sư là mới cứu được, giống như cái chú mà ở vỗ lỗ tay con nít mà đi con vỗ lỗ tay lên cho nghe được đó. Cái chú gì? Cái chú gì nè? Chữa trị cho người ta đó cũng là bên đạo Phật đó. Nhưng mà người đó nghe nói là giả mà. Giả đâu ra? Ví dụ anh thấy cái chùa không? Chùa mà Tịnh Tâm á, chùa Tịnh Tâm đa số đó không? Cũng có người dựa, đa số như vậy đó. Thôi thì mình chân mình nói chuyện với các bạn. Rồi chừng nào mà có người ta đông quá lại nhà cái em mới nói lắm. Tại em nói nhiều khi mà em nói cho các đạo tu nhiều khi biết các hội phép để mà tu, cùng nhau tu cho tuổi trẻ cùng đạo Phật, chùa Tịnh Tâm, chùa Phật Pháp Sư, cho gọi là Pháp Sư, gọi là Phật Pháp Sư. Phật Pháp Sư. Pháp Sư cho gọi là Phật Pháp Sư, còn bên Tịnh Tâm cho gọi là chùa Tịnh Tâm. Thí dụ mà đứa nào mà chửi lộn cha mẹ cái muốn vô tu để ấy, cái nó hỏi tao hỏi Tịnh Tâm không? Tịnh về nhà đi nuôi cha mẹ đi, Tịnh Tâm rồi. Vậy là xong. Chùa giờ hay lắm. Tính ra cái cách đơn giản nhất để mình tu mình tịnh tâm á là mình hãy phụng dưỡng cha mẹ trước đi. Hối lỗi với cha mẹ trước đi. Nhiều khi mình mồ côi nhiều khi em hỏi người ta, em hỏi ta cho mình bói mà, bói được cái gì nhiều trước. Cái nhiều khi người ta không biết bói. Mấy đứa nhỏ hỏi bói cái gì, trẻ mồ côi hỏi nó trẻ mồ côi. Cho bói hay mà, bói hay mà, bói gì cũng đúng, mày bói cái gì trước. Cha mẹ gì sao bỏ mày, bói cái đi. Anh hiểu không? Phải bói cha mẹ mình, người nào bỏ mình, người nào thương mình, vì sao bỏ mình. Nhiều khi làm ăn không được, không có tiền, bỏ con vô chạy mồ côi rồi con phải mồ côi, còn mình có tiền làm sao, về nhà đi thăm cho mẹ lại, nuôi cho mẹ lại. Vậy đó. Tao học ban đêm. Học ban đêm. Dạ. Còn ban ngày? Ban ngày thì chơi vòng vòng. Nếu mà nói anh học ban đêm đó là cái thế giới về đạo phép của anh, cái thế giới thầy pháp của anh á, là anh học về ban đêm. Dạ. Thì ban đêm anh mới hành nghề của mình, còn ban ngày anh làm rất bình thường. Dạ, em học ban đêm, đôi khi em thức dậy là 2 giờ, thức dậy 4 giờ có. Nhưng mà em học từ lúc 1 giờ cho đến 4 giờ là bắt đầu toàn bộ đứa nhỏ ra trường. Em biết được nhiều thứ tiếng lắm, nhưng mà em nói lái được luôn. Em nói thiệt mà, em người dựa dạy không ạ. You speak out of body, we how you speak, how you address, how you speak. Tại biết thêm thứ tiếng nữa. Let me you make a right, call you me a right, call you a speaker, you a right. Em xin chào tất cả nước toàn tập thể quý vị và đồng bào đất nước Việt Nam và các bạn đất nước láng giềng. Khi mình nghe đến đây thì mình có một cái cảm giác gì đó, mình chuẩn bị lạc. Người vừa dạy hay lắm. Mình chuẩn bị lạc vào một cái thế giới của anh Đức, một cái thế giới nó kỳ ngoặc với những cái hoạt ngôn và với những cái lời nó khá là lạ lẫm. Thì anh Đức cho em hỏi là khi mà anh Đức học về thầy pháp như vậy á, thì tất nhiên trong một trường thì sẽ có nhiều thầy tốt và cũng sẽ có nhiều thầy xấu trong đó. Không, tại vì cái thầy xấu là không có trong trường em đâu, hứa danh dự luôn, trên câu chính xác tà đạo chết luôn à. Tà nào bị chết luôn tại chỗ chứ không phải học đâu, không được đâu. Bên pháp sư á, ví dụ nó nói một câu tà đạo chính xác, anh chính xác, tôi chính xác, nè chính xác chơi không đó, vậy đó. Là chính xác có nghĩa là chính hết cơ thể là bệnh luôn á. Không học được đâu, nghĩa là chính xác của mình, chính cái xác của mình luôn á. Ta chơi vậy đó, mà ta chơi biển rủa. Nói chung anh Đức là một cái nhân vật thực sự còn khá là bí ẩn với những cái lời hoạt ngôn thực sự. Khi mà anh phát ngôn ra và con cô bán vậy mang tới nhiều cảm xúc quá bất ngờ. Nghĩa là khi mà các vị thầy pháp mà họ kình nhau á
thì họ chơi là chính xác hơn chứ không phải là mày tao mày không tao, phải tỉnh nha đâu, coi đứa nào tà đạo thì đứa đó chết luôn đi khỏi học. À, gọi là chính xác đó. Hơn chính xác hơn, chính xác là chính cơ thể, chính cái cơ thể mình nó cũng như là bệnh héo qua đủ chứng bệnh gì đó rồi lật ngang chết luôn đi khỏi học. Mang lại cho mình nhiều cảm xúc lạ lắm vậy đó. Chú anh chị học vậy đó mà. À, có nghĩa là cái môi trường của anh học là những người tà đạo là không có được đặt chân vào trong đó, không được vô tuyệt đâu, đối là không có được vào. Thí dụ vô sinh học là thầy kiểm tra trước rồi chính xác học không, tao nói học rồi chính xác vậy đó, tao thấy bệnh rồi về nhà đi, về nhà đi không có được đâu. Còn tao nói chính xác thấy con người nó khỏe quá, thí dụ mà con người tao nói siêu sinh là bắt đầu con người mình nè là hồn người tao gọi siêu sinh đúng không, thí dụ mà có tu được nhiều kiếm tao gọi là tái thế cũng như vậy nè, tái thế vậy nè, tái thế thiện định vậy đó. Cái trạng thái này vẫn vẫn cái trạng thái ấy, khi mà các bạn ngồi đây các bạn ghi hình các bạn thấy cái trạng thái của anh Đức chuyển như thế nào, thay đổi liên tục. Dạ em học ngàn cái tiếng mà, tại em tại chị chưa thấy tiếng bữa đó em tiếng, em tiếng với các bạn em tiếng. Thế Đức, anh Đức cho em hỏi là khi mà cô Năm đưa anh đi tới những cái vị thầy đó, những cái vị thầy pháp để trị bệnh cho anh đó, thì khi anh đi tới đó anh được tiếp xúc với những vị thầy đó, có nhiều thầy gặp anh người ta bỏ chạy, người ta thấy anh người ta sợ, người ta không biết như thế nào đó mà người ta sợ anh, là lúc đó là anh Đức hay là một ai đó? Lúc đó là Trung Quốc, Trung Quốc thử pháp sư hiểu được cái môn võ thuật không, thí dụ bắt quái nè như nè, ma não vô cái đầu có nghèo ảo đi niên khủng ngoài vậy nè, vậy đó bắt quái, cái quái đó của Trung Quốc mà. Anh thấy bộ phim của Khổng Minh không, có dàn trận bắt quái mà quân đội không, làm cái cục bắt quái như nào đánh giặc như nè, anh thấy không, tụi em cũng có vậy. Khi mà anh gặp các vị thầy mà cô Năm đưa tới để trị bệnh cho anh á, nhưng em lúc đó là anh muốn thí bỏ. Dụ thí dụ người ta làm không được mà người ta có cái ý chữa bệnh cho mình em cũng đến luôn, thí dụ làm là không được thôi nhưng mà em cảm ơn. Có cảm ơn không? Có gửi lời cảm ơn đến các vị thầy có không? Em cảm ơn bằng hồn á, rồi em thắp nhang xúc hồn, em thắp nhang không cho ai thấy hết, còn mà thấy em là người lương y còn không thấy thôi. Thí dụ mà thấy em xúc hồn ra thắp nhang gì nè, từng nơi bắt đầu thấy cái hồn em vậy, thấy nó xúc hồn vậy thôi người lương y, còn nếu mà nhìn em không thấy luôn gọi võ mày vậy đó. Nghĩa là những vị thầy mà đã nhìn thấy được cái cốt hồn của anh, cái cốt của anh là cái cốt nó quá lớn đi, cái vị thầy đó chị không được, là những vị thầy đó là thật sự mới là thầy. Còn những vị mà không nhìn thấy được cái cốt của anh, không thấy được cái hồn của anh, là những người đó là không giả. Thấy cái hồn của em ra tóc nhang mà cúng chào các chư vị này kia của pháp sư thì vị đó là giả. Giả rồi. Còn nếu mà nhìn thấy, nếu mà thầy đó luyện không tới nhưng mà tốt thì người ta tính theo cái tốt, thí dụ mình giúp phép lấy không vậy nè, vậy đó ta hỏi nhiều cái tiêu phép nè mạnh lắm, phép mình rửa lấy không chính xác lấy vô không, thí dụ mấy thầy giả ta chơi vậy đó lấy không, lấy hết vô nè té đi vậy đó, nhiều nè cái chơi cái làng có thuốc này nha. Dạ. Có thuốc này em làm mun của mà có là gì anh, là che cho các em bé, thí dụ mà người nào muốn đụng tới mình đầu mình dụ nó lấy phép không, lấy đi, có nhà tôi có phép nè, hút vô, hút phép vô mới mạnh nữa, mạnh lắm bỏ đảm vô còn sợ mà hút vô rồi té đi vậy đó, tào chết đi em buồn ta đó, vậy đó. Nhiều học mình phải học, mình phải hiểu hết và mình phải nhớ. Cái sách của em là cái sách này nè, anh đâu có thấy đâu. Xuyện cộng lý kỳ hồ câm, tự miệng lý sẩm lý kỳ hồ cầu, thổ miệng lý kỳ hồ sảnh lý kỳ hồ cầm. Đó, thầy dựa người ta dạy mà. Anh Đức cho em hỏi là có cái thời điểm mà anh cúng kiến vào ban đêm á, rồi anh cúng gà nè, rồi anh cúng em đúng, giá lẻ lắm. Đúng chín lon bia á, là cái thời điểm đó anh cúng cho ai mà để cho cô Năm phải nhiều lần hốt hoảng mà không dám ngủ ở nhà, phải chạy ra đường. Cho đó là hồi lúc mà em chưa hoàn hồn á, là cái thằng hồn Bobot nó ở bên sim á, nó nhập cho em hồi lúc hồi còn nhỏ lắm. Nói chuyện sầm sảng quá mà em cũng đâu sợ đâu, tại em đi học, em học bên giáo sư thì cũng
nhìn nó coi mạnh không yếu không, thí dụ rủa nó tào đầu chú ngục cho cái đầu nó chỉ định của nó cho nó chú ngục luôn, không tính toán được gì á, rồi cho thấy nó tào đạo quá làm chuyện nào bậy quá, ờ nè tào đầu chú ngục giấy lửa đau lắm sợ lắm vậy đó, dục vô cái tánh nó cho nó sợ. Những cái lời nói này nè, tào đầu chú ngục giấy lửa đau lắm cho cơ thể đau, bắt đầu thêm cái tánh nó như thế nữa, dục cho cái tánh nó được sợ lắm vậy đó cho nó sợ vậy đó, chơi vậy đó, pháp sư chơi vậy mà. Thế cái thời điểm mà anh cúng là trong cơ thể của anh là một cái vòng hồn bon bót. Dạ hồn bon bót hồi xưa, hồi xưa Việt Nam mình quánh với thằng lon non đó. Thế lúc đó anh cúng gà rồi anh cúng chín lòng bia biết đâu, không? Em đâu có cúng cho nó đâu, em cúng cho cái đạo Phật của em không ạ. Cúng cho chùa Tịnh Tâm. Nhưng mà tại sao lại cúng đúng chín lòng bia như vậy? Chín người. Gặp có chín người cúng chín lòng bia. Dạ chín người xúm nhau uống. Rồi còn gà, tại sao mình chỉ cúng gà mà có nhiều? Không, bây giờ cúng được. Bây giờ tôi em cúng bằng gà dương âm không ạ? Gà dương âm là sao? Vẫn chưa hiểu. Là gà của pháp sư Tạo An cũng như á. Nhiều cái em sợ mít lòng với chùa, nhưng ta nói cái lá cây này á là cái con vật, bởi vì không có sát sinh, chứ chừng nào mà chiến tranh với đất nước mình á, lấy đất mình á, tôi gọi là sát sinh. Còn thiên hậu á, ăn thịt không có được nó đâu. Thiên hậu á, thiên hậu em nói ví dụ như là con đại bàng đi, thờ khỉ trần Phật đi, cột đi, nhiều lắm, tôi gọi là thiên hậu. Nó ở trên lúc tới lộ cung cầu hồn lắm, ăn thịt nó tôi được, người phàm đâu ăn được nó đâu. Còn mà mình hướng về đạo tu thì phải rõ ràng, muốn vô tu thì người ta phải hỏi mình chơi ải. Chơi ải được dữ lắm. Chơi ải là sao? Chơi ải tao lấy bắt quái không thì pháp sư mới tính khác nữa. Bây giờ vậy đi, một cái người chú đó đi ra ruộng, mà trên cái đám ruộng đó là có một cái vong hồn vất vưởng rồi. Rồi người ta đi tới đó, người vậy ta là gặp bị, của hồn người ta bị nhát đi ghẹo hoài luôn. Thì bây giờ có cái cách nào để làm cho người chú đó không bị nhát và không bị ghẹo không? Được, nhưng mà phải là lương y, người đó phải là lương y mới được. Còn ai mà phạm pháp rồi kể cho xong, cô hồn tiếng nhát vào luôn. Rồi, có nghĩa là mình muốn khắc chế lại những cái sự sợ hãi và những cái người mà theo pháp mình là buộc mình phải sống lương thiện. Mình sống lương thiện là mình sẽ không gặp không thấy nữa. À, cũng là một cái cách rất là hay, đơn giản nhưng mà nó rất hiệu quả. Cái tánh của con người mình mới sinh ra là Phật không có để cho mình hai chữ tà đạo, cũng không để cho mình hai chữ người tốt. Là mình siêu sinh cấp độ từ kiếp nào, năm 1913 thí dụ, là một cái tánh của lương y, bắt đầu người ta tu hành trở thành như một người kép sắt, một người thành lập công ty, rồi có người thì sản xuất kinh tế, có người thì chính trị bộ ngoại giao, nó nhiều cái cấp độ khác nhau. Là tao tu nhiều kiếp tao biết đâu, con người mình bắt đầu á là hồn người, tao gọi là hồn người đầu tiên, bắt đầu mà tốt quá lên hồn ngải siêu sinh, bắt đầu tốt nữa tu mà làm phước làm gì trong tay không á, đầu lên tới phép thần chú, hồn phép thần chú lên liền, với lại trong mình có liền học nhớ dữ lắm. Có nghĩa là bây giờ để tránh những cái tình trạng đó là mình hãy cố gắng làm thiện đi, làm phước đi, thì mình sẽ đạt được những cái gì đó nó đạt nó được tốt cái đẹp. Mong là Phật thu cổ hồn về. Chỉ thế còn ngã quỷ thì sao? Ngã quỷ là tà đạo, tao gọi là ngã quỷ. Nhưng xiêm đó nó luyện quỷ mà. Nó chơi với em quậy. Trời ơi. Ờ. Cái gì kinh vậy anh Đức? Cái đầu quỷ nó ra, cái đồng mô tử em vụ cho nó ra, ra đi, rồi ông nhốt cái xác lại, mình khỏi vô luôn, cho mày chết luôn. Thiệt mà. Campuchia, Trung Quốc, Việt Nam, vụ quỷ ra mà, vụ quỷ ra. Thí dụ mà ta hỏi mày, đạo Phật thì người ta kêu như này mà học không? Hỏi cái nước mà nó đánh chiến đấu nước mình á, hỏi mà học không? Học quỷ không? Học không? Học làm đầu quỷ. Ra đấy, rồi lú cái đầu ra, lú đầu ra đi nhốt xác lại, dán cái bùa vô. Vậy đó, cấm siêu sinh, gọi một cái một, là đầu quỷ nó vô hết được, nó sống hết được rồi. Sống hết được nó còn cái đầu đi nhông vậy nè, đi nhập vô tay, nhập người này kia. Là những người bị nhập là nó đó hả? Đức. Quỷ nhập á. Chứ mà ít có nhập lắm, nhiều khi mình cúng á, cúng mà không biết á, gãy gà này, gãy gà, rồi gãy kẹo gì, ma lan đi rồi xong phim. Nám mình chết luôn á. Cái việc cúng kiến nó cũng quan trọng như vậy hả anh Đức? Dạ, cúng kiến quan trọng lắm. Là
khi mình rải đồ dưới đất như vậy là không không đúng. Không đúng đâu, ma giận lắm. Vậy thì mình cúng kiến như thế nào mới đúng thưa anh Đức? Mình để trên bàn à. Để trên bàn bình thường mình thôi. Thì mình được có phước thiện là cái trí tuệ mình ta ban xuống cho mình này, nhớ hoài mình học giỏi. Mình học giỏi mình học nhớ vậy nè, đi đâu nhớ đó. Thí dụ người ta nói mình A, B, C, D, 4 câu có những gì, thì cái trí nhớ mình nó nhớ hoài, nó gọi là trí tuệ siêu sinh. Còn nó nói ở trí tuệ vô ngục một cái rồi hết nhớ luôn, làm cái này quên kia hoài. Và khi mình cúng là mình phải để trên bàn, để trên chỗ cao, chứ mình không có được rải dưới đất thường rải. Trừ khi mình giật vàng mình chảy cái mâm, chơi giật vàng, gọi là chơi cái trò cô hồn tiếu. Khi mà rải dưới đất như vậy thì những cái vong hồn họ sẽ không lại đâu, sao? Họ sẽ không lại, không lại ăn đâu. Cũng không đạo Phật cũng xuống lấy đâu. Đó anh đi ra anh thấy cái bắp chuối người ta để không? À. Em nhiều khi muốn nói với người ta mấy người đó không ăn đâu. À. Tại nguyên cái đồ vật nuôi ma, nuôi con hồng tiếu, người ta nuôi cho ăn dữ lắm, người ta nuôi cái đồ người ta bứt cái lá cây nè, gà đó gan gà rồi. Bởi vì mình không có sát sanh, ăn không có tội. Ăn đâu có tội đâu, con gà con chó này kia đó, chỉ có con mèo thôi. Con mèo nhiều khi nó có con là thiên hầu. Thiên hầu. Dạ. Con mèo á. À. Thế Đức cho em hỏi là khi mình rải dưới đất như vậy thì những cái vong hồn đó họ giận mình hay sao? Giận, không ăn đâu. Họ không giận mình, họ giận mình họ cũng cho ma mình vậy rồi, không ăn chứ. Rồi phước mình không có đâu, cũng bảy. Còn mình không hiểu chuyện thì Phật tha tội cho, còn hiểu chuyện rồi mình cúng gì nữa rồi kể như xong luôn cái chỉ đệ mình xuống một tối ngày. Vậy đó. Phật phạt. Thế mình khi mình cúng như mình rải đứt như vậy á thì những cái hồn ma họ không ăn, thì lúc đó mình có giống như là có bị họ theo phá không? Họ có phá mình? Thì anh thấy cái những trường hợp nhiều khi ma nó ám. Ma ám? Dạ. Ví dụ mà những cái trường hợp ma ám đó thì anh Đức có thể làm được gì để giúp người đó không? Được, em nuốt hồn quá. Nuốt hồn? Anh nghe cái sợ không? Em nuốt hồn được mà. Anh nghe không? Nghe cái ực. Đó, em nuốt hồn mà. Mình thử làm một lần đi. Lấy nữa. Nhưng mà xong mình làm nó lại không có cái tiếng kêu ha. Tại cái hồn nó vô, mình phải nghe, mình biết được cảm giác cái hồn nó có vô hay không. Mình phải nghe được cái độ tiếng của nó. Cái hồn nó, khi vô mình nuốt hồn cái cho nó nhỏ lại, nhỏ xíu. Nè, vô lại. Sao anh làm một cái tiếng nó kêu lớn quá ha. Hay đó. Đông Ngân làm thử đây. Không được. Thử đi, thử rồi. Thí dụ con không. Người anh gì nè. Không mà có kêu. Người kia muốn quánh anh mà gặp như chân pháp sư tốt mà biến nuốt hồn vậy nè, lấy hồn qua té rồi cho bệnh viện đi, anh đi về sống. Pháp sư nhiều khi nhiều người đạo Phật rồi tịnh tâm ta cũng giúp mình nữa, nhiều khi người ta giúp mình mà ta cũng không phải là phải đợi ra mặt ta mới giúp mình, nhiều khi người ta giúp đang ngồi trong nhà ta biết nuốt hồn qua rồi té. Anh Đức cho em hỏi này, có một cái sự việc này nó rất là quan trọng và nó rất là nghiêm trọng, là khi mẹ của anh là cô Năm về xây cái ngôi nhà trên cái mảnh đất này. Cô Năm có chia sẻ là ngày xưa ở đây là giống như là một cái khu nghĩa trang, khu nghĩa địa ngày xưa. Khi cô Năm xây cái ngôi nhà này lên đó là cô Năm bị, giống như là cô Năm bị nhát nhiều lần và cho cô Năm thấy nhiều lần. Thế anh Đức sống ở đây, anh Đức có biết cái sự việc đó không? Em biết nhưng mà em nói đừng có làm phạm pháp, làm phạm pháp thì mai sẽ nhát mình. Ma sẽ nhát, nhưng mà Phật có lớn người ta không cho nhát như vậy. Nhát vậy người ta nói là những ma tốt á. Thí dụ mà ma tốt á, giúp đời giúp người á, người ta gọi là ma. Còn mà thí dụ mà làm phạm pháp mà nhập vô mà làm điên điên khùng khùng cho người ta khùng nữa ha, người ta gọi là quỷ rồi. Đó mấy người đó người ta gọi quỷ rồi. Chứ không phải ma quỷ đâu. Còn ma nó có nhiều giai đoạn lắm. Phật lớn á, em nói thiệt mà nhiều người ta không tin. Để anh chị quay đi rồi bà con sẽ biết Phật lớn học như thế nào luôn. Nói thiệt, Phật lớn á, Phật lớn của Lậu Cung Cổ Hồn á, tổ tông của quyền rũa. Nó nhiều chất chỉ lắm. Còn thêm cái chất nữa, tổ tông của quyền diêm dương quyền rũa nữa. Rồi nhiều cái chất chỉ khác nhau nữa. Thí dụ là tướng quân Diêm Dương, rồi quay qua mới là thiếu sói Diêm Dương, rồi quay qua mới là đại sói Diêm Dương. Nó nhiều chất vậy đó. Diêm Dương nó có nhiều chất lắm. Không phải Diêm Dương cái một không có đâu. Diêm Dương nhiều chất lắm. Tướng quân Diêm Dương 1,
đại soái Diêm Vương 1, đại tướng Diêm Vương 1, vậy đó. Thiếu soái Diêm Vương 1, đại soái Diêm Vương là lớn nhất người ta. Anh cho em hỏi cái trường của mình đi học như vậy là trong cái thời gian mình học là mấy năm? Mình học là phải học hoài, tại mình học muốn ngàn cái tiếu. Học hoài luôn, ban đêm thức gì học. Chứ không phải là nó học có nhiệm kỳ là 4 năm hay 6 năm gì? Không có, học hoài. Tại mình hướng đây đạo Phật, mình giúp dân thì mình phải học tối ngày. Học hoài vậy, học để giúp dân, chữa trị rồi ban phước. Ngọc này Phật làm ra mà, kêu hiện hình mở bất phàm, mở nhãn. Chị thấy Ngọc rồi. Như bên cái cấp bậc của anh là nằm ở cái cấp bậc nào? Em hả? Bên pháp sư hả? Dạ em bên pháp sư. Em bên pháp sư. Pháp sư vậy là vẫn còn phải đi học nữa hả? Dạ phải học. Pháp sư là mới có chư vị tu rồi mới tới chư pháp sư là mới có hai bậc à. Mới có hai bậc là lên tới Phật pháp sư nó khác. Thì giống như nãy cô Nam có kể vậy, thì khi anh mượn cái cơ thể này cho tới khi nào thì mới... Không, em mà à. Em mới về hai năm 2022 là em mới hoàn hồn. Tại hồi nhỏ là quỷ nó nhập vô là từ hồi nhỏ rồi. Rồi em bắt quỷ ra rồi, bắt quỷ rồi thì em bình thường lại. Người ta nói khùng em có đâu giận đâu, tại người ta hiểu lầm thì thôi, đâu giận ta. Đâu giận gì đâu. Là lúc đó là cái xác mình là cái hồn nó chưa về, bị đuổi đi. Cái hồn em á lúc đó là chưa về, tại đang còn học. Học nhiều đứa lắm, nhiều đứa bị quỷ nhát lắm. Đứa nào theo đầu tu quỷ nó chơi dữ lắm, quỷ nó nhát dữ lắm. Rồi cái hồn mình học giỏi thì mới đi trở về cái xác. Dạ, trở về lại. Xong xong rồi mới trở về cái thân xác mình lại, người ta kêu là hoàn hồn. Hoàn hồn, và được 2 năm nay. 2 năm rồi. Em hoàn hồn được 2 năm, em biết nhiều lắm. Vậy thì khoảng mấy năm nữa thì mới có thể ra làm công việc gì đó? Thí dụ mình học bên cái ban chữa trị thì mình phải ban phước. Thí dụ mà chị lương y cái quay qua con cái chị là ta tính cho chị liền là cho học chính trị bộ ngoại giao thử coi con nít cho ban phước làm sao làm sao, rồi vô ngành chính trị bộ ngoại giao hay là vô ngành thiết lập công ty. Nói vậy đó, nó ban phước nhiều lắm. Phật lớn ta ban. Phật lớn ban là mình chọn, nhiều khi mà người ta nói kinh mà có một đoạn là từ bi em không chịu, còn em phái là không từ bi. Chị hai cái này chị nói khác cái nào thấy em biết luôn á. Không từ bi, Phật ban là không từ bi, Phật cũng không từ bi. Tại từ bi nó hai chữ khiên nhường nữa. Thí dụ con cháu trong nhà từ bi cho đứa này, từ bi cho đứa kia không có được. Thí dụ anh này được tốt với nhau, ban cái không từ bi. Vậy đó ban phước. Là mình ban phước, ta gọi là ban vô cái trí tuệ. Đầu coi cái phong thủy theo thị trường, làm ăn kinh tế, mua đất ở đâu, trúng ở đâu, làm gì kinh tế ở đâu, thiết lập công ty ở đâu, làm ăn cái gì, muốn bán gì. Chị không thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương đâu. Hoặc lớn lệnh cái tay thôi cũng mệt rồi. Em cũng có qua cái điều đó mà. Ngồi ở trên Phật lớn nha, hả họng nè, vô không, lấy đất Việt Nam, vậy đó Phật lớn. Ta dạy cho mình chiến tranh, thành ra Phật lớn không xuống. Nhưng mà có người tái thế xuống để mà đúng cái năm mà để cứu Việt Nam gì đó. Nó gọi là tái thế. Nhiều lắm chị ơi, Phật lớn hạ miệng ra vô rồi. Mình vô bụng mẹ tiêu rồi. Vô bụng Phật á. Cái lu anh nhốt quỷ dưới đó mà. Thấy anh nhốt một đống luôn. Em nhốt trên 400 con. Trong bụng em là nuốt vô một cái bắt quỷ vô tới đó rồi. Cái vô quỷ vậy bắt. Rút hồn vậy nè. Rút hồn quá. Vậy là bây giờ giống như anh có thể nhìn được cái người mà người ta bị tâm thần hay là người ta bị quỷ nhập là nhìn vô có thể biết. Biết. Hay là có dông theo hại hay là có thầy bùa hại là nhìn vô có khả năng biết được. Ta nói có dông theo là bị ma ám, ta gọi là dông theo. Còn mà nó nhiều thứ lắm. Cái
làm ăn kinh tế, nhiều khi Phật lớn giúp mình, Phật lớn nói một câu chỉ có giàu hay khá, nói cái một chỉ giàu khá cái một, nói thiệt luôn á. Cái đó là do thầy bùa chứ đâu phải do Phật lớn. Phật lớn, Phật lớn chị, Phật lớn người ta ban ra, Phật lớn tao ban. Thí dụ chị làm công ty cái chương trình quay cái đoạn clip mà cho những người khổ người ta từ thiện vô rồi đi cắt nhà cho người ta đó, Phật ban diện cái chứ nhiêu biêu thiếu gì thì á, ban cái là có biêu á, mua ngàn cái biêu, nghe những điều thiếu là chị kiếm quay mấy điều thiếu bạn, điều phái thiếu thì kiếm quay mấy điều thiếu, đầu cái tánh mình nó phái thiếu đi kiếm những cái hành vi mà cái người nào mà thiếu 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 mình quay cho hài hước vui vẻ. Còn Phật lớn ta học á, là mua ngàn cái tiếu, mua ngàn cái tiếu là nó có ý nghĩa là học hết toàn bộ của thế giới này luôn, học hết luôn, là cái tờ giấy người ta làm ra mua ngàn cái tờ giấy, Phật lớn ta dòm xuống nè, ta dòm theo người này làm xi măng, người kia làm hồ xây nhà, rồi người này làm thành lập công ty sản phẩm xà bông sao sao, bắt đầu thiết kế nè, sổ nè lấy đi đó, rồi anh kia suy nghĩ ra liền thiết kế rồi sao sao suy nghĩ học trong quá trình đó có liền. Phật lớn làm gì mà, là cái đó là của Diêm Vương. Thí dụ mà chị bán cháo, tôi nói rồi em nói bán hết tài sản của chị luôn, nhiều người ta dặn dặn kể đi, em cho bán gì mà bán hết tài sản của chị luôn đi, chịu buồn không, buồn chứ trời ơi, chị bán không bán chuyện chị của chị mà, đất có phong thủy tại pháp sư ta nói thiếu mà. Cũng như là chị bán xe, cái nhà chị bán không được, theo nhà chị đi mua đất, cái chỗ bán được chỗ không, đầu Phật lớn ta Diêm Vương ta ban cái cho chị bán hết tài sản luôn đó, vậy đó, cái chị bán chuyện chị thôi. Thí dụ chị bán xe không cũng được rồi, khỏi bán đất của mình rồi đi kiếm mua đất đi, vậy đó, cái gì cũng có phong thủy của mình, vậy đó, ta kêu bán hết tài sản đi là gì đó, có phong thủy. Vậy là sẽ mua bán được nhiều ha. Thì buôn bán này nhiều, ăn thua mình mua không mua, người ta bán không bán chuyện của mình đúng không? Ví dụ chị đang bán xà bông đi, cho chị bán hết cái tài sản, đầu chị có phong thủy người nghèo, cái gì chị bán cũng được, chị nhà mình không bán chuyện của mình đó, phải không? Nhưng nhà có phong thủy là ăn vào luôn, làm gì ra bán không hết, làm gì ra bán hết, tôi gọi là bán hết tài sản luôn đi. Nhiều người ta dặn câu này em biết mà, em nói cho thử coi dặn không? Tại mấy người này bị em nhiều lắm, cái chừng mà hiểu được cái em nói được rồi tao mới mừng. Ai cũng phải bán hết tài sản, tao mua vô rỗi ra, mua vô rỗi ra, bán sợi bông, bán chuối, bán này bán kia vậy đó mà bán hết hoài, gọi là mua bán mau lẹ. Mua bán mau lẹ đó. Còn mua bán hay không là do mình. Ờ, bán không bán cho mình mà, cái nhà mình mua thêm, đất mình mua thêm đó, mua giữ đó có không thể hoài luôn. Mua vô miếng nào, thí dụ kinh doanh đất thì mua vô miếng nào bán game đó, mua vô miếng nào bán đó có tiền hoàn. Ta gọi là bán hết tài sản, chỉ bán cái nào bán, không bán thôi. Nhưng mà hồi đó do như sư phụ bên anh dạy là người người của cõi nào hay là bên bên miền nào? Đó là em không dám nói, nhiều khi người ta sợ là dính cái hồ sơ mình ta nói em khùng á. Em cũng không buồn, cái đó là em học của phận trời thấy được nó quân. Vậy là những cái ngôn ngữ mà phát ra là tiếng tiếng thiên hả? Hay tiếng gì? Ngôn ngữ mà cho em bé đi ra hả? Không, có ngôn ngữ mà phát ra giống như hồi nãy đọc mấy cái câu ấy rồi đó. Kinh Phật hả? À, kinh rồi đó. Là kêu là tiếng gì? Kinh Phật phiền rủa. Nhưng mà gọi là tiếng gì? Cái tiếng đó là tiếng của chữ tình, gọi là sống cọ. Ví dụ mà tại không mấy gì gần tiếng Việt nhưng mà em có thể đọc cho chị hiểu nè, em đọc cho chị hiểu được luôn, nhưng mà để coi thầy chịu không, thầy chịu em mới đọc kinh, em đọc kinh Trung Quốc mà chị có thể hiểu luôn. Sao biết được đọc kinh Trung Quốc mà tôi hiểu? Có người không dịch lại mình hiểu cái từ từ cái nhiều cái thứ hay đó. Xin cộng to lị sầm cu
bộ lệnh liên kỵ hộ sầm, thổ phòng liên kỵ sầm canh, tặng lặng yền câm, tá mạ dù đi. Lịa thuyền lăng kiến xịn kiền, tịnh miệng ố cạnh lặng cảo đi. Lịa con còn kỳ là cái tánh chỉ mà cái tiếng Việt em không biết dịch. Em biết cái tánh gì mà em biết hết từng người đúng không? Em nhớ nó chứ. Tánh còn tánh anh này là gì nè? Thổ phụng liên kiện sầm canh, tặng mạng ngồi đi. Liện cầm liện cá liện sọng liện cổ, liên kiện lý kiện ngồi câm, tiện cầu liên xịn sầm cô, tận rổ ồ đi. Liện cầm ồ ca rồi đọc mà không biết dịch bằng tiếng gì thì sao mà hiểu được. Em nói tiếng Việt mà em nói nhỏ lắm, tại tiếng Việt của em là cái tiếng người lũa, cái tiếng người lũa nhiều đó, nói tiếng Việt vậy đó chị nghe được. Dạ thưa anh Huy ơi, thì mấy nãy em có nghe anh Huy nói là anh Huy có thể mà mình thỉnh những các vị về để giống như mình nói về đạo anh Huy, thì có thể là anh làm được điều đó luôn không? Dạ em thỉnh được, nhưng thỉnh cái xuống cái đóng luôn. Thí dụ như bây giờ tụi em muốn thỉnh một cái vị về để nói chuyện về đạo pháp cho tụi em nghe được không? Đạo pháp à, cái tiếng Việt của tụi em là cái tiếng Việt quyền rũa, tụi em nói theo kinh Phật không mà. Dạ. Nói lại phong dịch lại nó tụi em không dám. Khó nhiều hả? Khi trình câu nhiều khi vậy nè, chữ cầu nó trùng hợp với chữ cầu kia, em lấy ngọc dẻo chảy như nước, không chảy ngọc cầu đó. Tại vì tại vì lý do thì nói chung là tụi em cũng không muốn rành gì mấy, em muốn đưa cái video này lên để cho mọi người cũng như có căn có phần giống như anh Huy ở đây á, để mọi người hiểu thêm về cái tâm linh và cái Phật pháp vô vi như thế nào á. Dạ. Em khuyên á là đừng có làm chuyện trái hành vi, nếu mà mình tu đúng á, Phật nó nói á, tiền sao hết. Phật mà ban cái rồi không ai nghèo nổi đâu. Phật mà phạt cái rồi không ai sống nổi nha. Bởi vì phiên cho tất cả mọi người hướng theo cái tánh làm phước, yêu thương nhân dân, yêu thương đồng bào, chăm sóc bạn láng giềng, yêu thương dân tộc. Như sớm giờ có trò chuyện với anh Huy nói có thể là nhiều phần vậy. Hiện tại là vào nhập vào bên trong cái người của anh Huy luôn. Thì em muốn như cho khán giả biết được cái sự tâm linh là có thật như vậy đó anh Huy. Rồi em chơi anh luôn. Rồi anh Huy có thể là mời một cái vị về để rồi mình để em kêu phòng trời cho anh một lần. Phòng trời lớn. Nó vô rồi đó. Tới rồi. Đang nói từ từ. Ông nói xin nói tiếng của Thượng Hải, anh cũng là cho biết người Thượng Hải đi ha. Dạ. Tại nơi đó là của Thượng Hải. Rồi, con. Ban cho ảnh khỏe luôn đi để cho anh biết cái độ Phật của mình đó bạn. Rồi, bắt đầu anh ban cho để biết cái tư duy của anh coi nó như thế nào nha, coi có cảm giác như thế nào, coi có sự thật hay không là anh phải cảm nhận được để coi người ta có nói giống không. Rồi bắt đầu. Sầm cố tiện mặn lùa câm, tiện miệng ô gia lặng xạ ồ đi. Lộ tình mang kiến sầm cành, tiện miệng ô gia lặng cả ồ đi. Thổ cành mang tiếng ồ cành, liện kiện ồ xâm lặng cả ồ đi. Lộn thiện liên cẩm số kiện ồ ca, liện kiện ô cẩm liện kiện ồ cẩm. Anh thấy con người như sao? Nó có cái gì mà phấn khởi không? Có một cái sự lạ không? Có sự gì rất là lạ, nhưng mà nó sảng phái, nó gọi là tinh tấn thêm lắm đó. Dạ. Đúng không? Đúng. Vậy đó, đọc kinh Phật là vậy luôn á. Đọc kinh Phật, nếu mà kinh Phật thiện ha, đọc một cái là vô cơ thể con người luôn á, vô để người cảm nhận được á. Tụi em nghe vô hoài mà. Chắc chiều này cũng chảy đến Huy, thì em cũng xin kết thúc video đây. Thì hẹn của chú anh chị ở những video tiếp theo về anh Huy sẽ có những cái đề tài mới hơn anh Huy. Dạ, cảm ơn. Dạ, một hoạch.
chú và con cô bác được thân thiện gì vậy? Dạ, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo về anh Vi. Tại vì anh Vi còn những cái điều rất là mới mẻ và anh Vi có những cái gọi là cái ngôn từ nó rất là lạ đối với trong cái nói về cái Phật pháp anh Vi. Anh Vi dùng những cái từ giống như là nó lạ lắm á, đúng không? Lạ lắm. Thì cái này em hát một khúc cho anh nghe. Tông cô lô xâm liên kiện tá mã ồ đi lìa cồng tông ở ồ sầm liên cổ liên kiện ồ gia 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 gia. Đó, thôi, cuốc thôi. Dạ, chúc mừng chúc khỏe nha. Dạ, dạ.